Có nước nè. Rồi, cái gì nữa nè à, thí dụ giờ tôi ẻ rồi tôi bóc lên tôi ăn được không? Trời ơi má. Ông còn lên ông dám làm vậy không? Tôi là cười luôn. Trời đậu má, nó chụp hình nữa rồi nó ăn nữa chứ. Xạo. Nó lấy cây muỗng. Nó lấy cây muỗng nó hứng nó mày rồi nó ăn nó mày cái lồng má. Xạo quá à. Giờ lên làm Ai gì bây lắm giờ cần ông? gửi hình cho coi không? Cần gửi đây, tôi đăng Nguyên lên cái mặt nó Facebook nó ngồi kìa. cầm cái muỗng đồ má hứng luôn. Sao Vậy ông luôn. biết được mặt của Alen không? Giờ lên nó Sao lên cho không? lắm. Lên cho Bây giờ chết mẹ. kèo kèo có Nè kèo nè, hay nói nghe nè, ít a đồ má chấp hai thằng admin lượt hai anh em mày luôn. nè. Rồi, hai anh em mạng lượt. Má nó giờ. Tao mà nãy giờ tao cầm áo xanh áo cam là đồ nó cắm mít nè. Oh yeah. Nào. Ngu. Gì? Là coi coi nó có hát không. À, hình như có game online phải Ừ. không? Để vô phỏng vấn cả. Ê đây à, ê đây. Tao vô tao phỏng vấn cả, mày kêu game giùm nha. Ai khang 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 Vậy, vậy. cái hồi tối pha pha chung với nhau á thơm phức. Cái lồng má nó ờ nhớ rồi, cái lồng mà nó dơ ông nội. Thơm phức. để Ai để mình húp á, để mình húp hớp con cạc hớp đâu ở đây mày sẹt a mày nói nha rồi mày ơi, tao không nhắn cả ai không không giống gì phỏng vấn lên cờ A không có nhung sao phỏng vấn ghen ghen mắt không đừng đừng ghen đừng đừng ghen không có giải quyết cái đó nữa đâu thì phỏng vấn thành công thì kêu ghen trời không ghen xong rồi nhung vô chửi nói là sao ngày nọ lum vậy uống uống Milo ướt ướt cái mít à hồ ok không ở đây để đây không nó hát thì không nó hát thì không hát không phải không hả dạ trước dạ sau là tới cuối tháng nó mới lấy mày ok cười cặc cười